Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh review các sản phẩm của mình nhé. Hôm nay thì trên tay mình đang cầm thì đó chính là cái gói bột xương sáo nha mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ lên video review cho các bạn cái sản phẩm bột xương sáo đen trên tay mình đang cầm. Và cái sản phẩm này thì được đóng với cái thiết kế bao bì có rất là nhiều màu sắc được kết hợp với nhau, tạo nên cái sự tinh túy cũng như là cái sản phẩm này nó rất là đặc biệt nha mọi người nha. Và cái sản phẩm bột xương sáo đen này thì nó sẽ là cái sản phẩm của Đức Hải Food nha mọi người nha. Đây sẽ là cái logo của cái công ty, cái thương hiệu Đức Hải Food, và ở bên dưới thì sẽ được in tên của cái sản phẩm màu đen rất là to ở đây nha mọi người nhá. Và ở bên dưới thì sẽ có hình ảnh của các cái cây, các cái lá xương sáo nha mọi người nhá. Và ở đây thì nó còn có hình ảnh của một cái chú gấu này nha mọi người nhá. Đây. Và bên cạnh đó thì nó sẽ có hình ảnh của một cái bát thạch xương sáo màu đen, và trong đó thì nó sẽ là một cái bát chè và nó có chứa thạch đen này, nó có chứa các loại hạt như là ma cao này, óc chó này. Đây nha mọi người nhé, đây là hình ảnh tượng trưng của cái sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này thì nó sẽ có chứa cái thành phần là lá cây xương sáo và tinh bột sắn nha mọi người nha. Và cái sản phẩm này thì khi mà mọi người sử dụng ấy thì mọi người sẽ ở đằng sau này thì sẽ giới thiệu cho mọi người đầy đủ tất cả các thông tin nhé. Thì mọi người sẽ cho gói bột xương sáo 50g như trên tay mình đang cầm, thì cho hòa tan với 1 lít nước lạnh và 100g đường, khuấy cho tan đều. Xong đó thì mọi người sẽ ngâm khoảng 5 đến 10 phút. Mọi người tùy cái mọi người muốn dùng cứng hoặc dùng mềm thì mọi người có thể tăng cái hay giảm cái lượng nước khi mà mọi người cho vào nhé. Và để xong đó thì mọi người sẽ để lên bếp khuấy đều đến khi sánh đặc. Và đến khi sánh đặc thì mọi người sẽ cho lửa nhỏ và tiếp tục đun từ 3 đến 5 phút. Xong đó thì mọi người sẽ đổ ra khuôn hoặc là chén để nguội, và mọi người có thể thêm đường, đá, nước dừa hoặc là sữa tươi để mọi người ăn trực tiếp cái sản phẩm này nha mọi người nhé. Và cái sản phẩm xương sáo này thì nó sẽ trở thành một cái món ăn phổ biến và quen thuộc. Nó đã trở thành món ăn quen thuộc. Và cái sản phẩm xương sáo này thì nó còn có cái tên gọi khác như là xương sáo, và nó còn biết đến là thạch đen hoặc là đường khoảnh nhá mọi người nhá. Đấy. Và cái cây xương sáo có từ bên trong cái gói bột xương sáo đen này thì cây xương sáo đã được xuất phát từ Trung Quốc và được trồng phổ biến ở nhiều nơi ở vùng tại Việt Nam chúng ta như là Lạng Sơn hay là Cao Bằng nha mọi người nhé. Và quá trình thu hoạch của cái cây xương sáo này thì sẽ quy hoạch bao gồm thân và lá của cây xương sáo, xong đó phơi khô, cắt nhỏ và nấu thành thạch, và kết quả thì nó sẽ tạo ra một cái loại nước màu đen. Khi nguội, khi mà mọi người để nguội thì nó sẽ đông lại thành thạch nha mọi người nhé. Và cái bột xương sáo này thì đã được sản xuất để cho người dùng được chế biến cũng như là nấu tại nhà một cách thuận tiện hơn. Và cái xương sáo này khi mà mọi người
nấu cái bột xương sáo này lên mọi người ăn thì nó sẽ có cái tác dụng. Thì xương sáo nó không chỉ là một cái loại nước giải khát trong những ngày nóng nóng, mà nó còn có cái tác dụng là thanh nhiệt cơ thể, và nó được sử dụng để giảm cảm giác nóng bức do ảnh hưởng của mặt trời hay là điều hòa huyết áp. Đặc biệt là cái sản phẩm xương sáo này còn được rất ưa chuộng trong mùa nắng nóng ở cả miền Ba Lan và miền Bắc nha mọi người nhé. Và cái xương sáo này thì nó còn được gọi là bột thạch đen này. Xương sáo thì nó sẽ không chỉ là một bột xương sáo này, nó không chỉ là một cái lựa chọn giải pháp phổ biến để bổ trợ y tế, và nó còn có lợi cho phụ nữ và trẻ nhỏ nha mọi người nhé. Và cái bột xương sáo này thì nó sẽ có cái vị ngọt, tính mát và khả năng giải nhiệt tốt. Điều này thì nó sẽ giúp kích thích quá trình chuyển hóa trong cơ thể để tạo điều kiện cho sự thoải mái và dễ dàng. Và cái bột xương sáo này thì thường được dùng để nấu các món ăn và thức uống giải nhiệt cho những ngày hè nắng nóng này nha mọi người nhé. Và ngoài ra thì cái thạch xương sáo này nó còn đóng vai trò trong việc cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa. Hàm lượng đường và các hợp chất có trong cái thạch xương sáo có thể giúp hỗ trợ giảm triệu chứng đau dạ dày. Và trong lá của cái cây xương sáo có trong bột xương sáo này thì nó sẽ có chứa thành phần alkaloid, vita nhóm min nhóm B và vitamin C, có cái khả năng giúp khắc phục các vấn đề về tiêu chảy khi sử dụng thường xuyên nha mọi người nhé. Và ngoài ra thì thạch xương sáo này thì nó còn có cái công dụng là giảm cân, vì trong thạch xương sáo nó có chứa các chất như là thành phần có chứa các chất là carbon hydrate, canxi, phosphor, vitamin A, vitamin B và vitamin C nha mọi người nha. Và nó còn có cái lượng calo thấp và giàu chất xơ và nước. Do đó cái việc ăn xương sáo này nó sẽ hỗ trợ trong cái quá trình giảm cân nha mọi người nhé. Và hàm lượng protein có ở trong thạch xương sáo thì nó sẽ không quá cao, nó sẽ giúp duy trì cân nặng. Chất xơ trong thạch thì nó sẽ hỗ trợ quá trình giảm cân bằng cách là hấp thu calo và tăng cường sự no nha mọi người nha. Ngoài ra thì khi mà sử dụng cái thạch xương sáo này thì nó còn có cái tác dụng là ngăn ngừa bệnh tiểu đường, tăng axit dạ dày, kháng khuẩn và chống sốt rét nha mọi người nha. Và cái sản phẩm bột xương sáo này là bột xương sáo này nó sẽ là bột nguyên chất, và nó còn được gọi là bột thạch đen. Thạch đen được làm 100% từ lá của cây xương sáo tươi được trồng và thu hoạch sử dụng công nghệ sấy lạnh. Và bột xương sáo này thì nó sẽ có vị ngọt, tính mát, có cái tác dụng là giải nhiệt, lợi tiểu, hạ huyết áp và tiểu trị cảm mạo, đau khớp, tiêu hóa, loãng xương, giúp các quá trình trong chuyển hóa nha mọi người nhé. Và bên sau của cái gói bột xương sáo này thì nó sẽ có một cái mã vạch ở đây để cho mọi người check đầy đủ tất cả các thông tin liên quan cái sản phẩm bột này nha mọi người nhé. Và ở bên dưới thì nó còn có cái ngày sản xuất và hạn sử dụng của sản phẩm, cũng như ở bên trên thì sẽ được in hình của đất nước Việt Nam và có lá cờ Việt Nam. Cái sản phẩm bột xương sáo này thì nó sẽ được sản xuất tại Việt Nam nha mọi người nha. Vậy là mình đã review xong
cái sản phẩm bột xương sáo đen này. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video review của mình và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.